Ê. Ủa. Tao lâu rồi. Từ em đó, vừa cây gốc đó trên cái cây đó rồi qua mấy anh em mình xin kính chào cô bác chị bạn. Trước tiên mấy anh em mình cũng xin kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe giàu năng. Lâu quá mấy anh em mình thì không có đi thả câu kiều, hôm nay mình đi thả thôi, có cá không thì mình canh nước gông, thả một chùm canh nước gông thả chắc là nước đường lớn hả. Đón nước lớn lên cá nó ăn. Rồi sáng là cũng có con nước nữa, giấc này là nước có đường lớn. Hôm nay là canh nước thả. Rồi trúng ánh bữa không? Lâu lắm không có thả câu kiều. Câu kiều là tức là mình thả bằng câu chai. Nên đây mình thả đâu 60 chai vậy. Cái chai này thả là rất là sướng. Nước lên nước xuống gì cũng không sao hết. Cái kinh này các mình lúc trước mình cũng có thả mấy lần, toàn dính cá chơi không. Xích kia xuống đi, anh ba anh thả chỗ đó, chỗ có cỏ rồi, nó gỉ nó không có trôi được, không mắc chai. Hôm nay là trúng ánh mở anh ba, nước này có cá đó. Vừa anh em ăn không hết rồi đem về nhà cho vợ con luôn bữa coi, không là lâu quá không có đem về cho vợ con gì hết. Không sẽ thu à. Này còn đìa bưng nhiều chứ là dắt nhiều. Có cá. Hứng ngay cái đường nước ra. Mình thả 8:30 9 giờ là mất mình thăm, tại mình thả màu trùng thả cái này thì mình thăm sớm chút xíu, cá gô rồi nó cũng hay phá mồi lắm. Hiện trước nữa hả? Chai bình thường anh ơi. Dễ ra chắc con ớt rồi nó nhảy lâm tụm. Còn bình thường. Ngoài ruộng lúa năm nay trúng hết sức trúng. Lúa có giá người ta xài phân xài thuốc người ta không ngán. Trúng quá sức trúng luôn. Chứ đừng coi hả? Đâu? Móc mồi vô. Dở. Khỏi đổ ra, khỏi đổ ra. Dở coi, dở lên, dở. Nãy người ta dính hai cá lóc, anh ba anh thả con à. Anh nói cá lóc, anh nói không thích ăn, anh thả. Anh gị, đi sinh sức á. Lúc nãy, lần mà nói chiến chính với thầy nó mới kéo lên á. Mới móc vô bỏ xuống. Vậy là có cá chê chờ sẵn luôn á. Mấy anh em mình thất thu thôi, có hy vọng sáng mai có con cá lóc nó chơi mà dắt gì quá lố. Con cá lóc nó chơi cá lóc cũng không được bự nữa. Chắc này năm mấy mấy anh em mình đi cuốn câu. Năm mấy thì nghe bầu vẫn nhớt vậy còn kêu ngoan.
Đó đó. Đó đó. Lô ba, lô ba. Ba cái trà này nhõng, nhõng sờ bông à. Nhõng sờ bông đời dũng xưa. Từ từ quay những cái ấy á, nó dính mèo mèo cái nó xúc á. Thấy không anh sĩ ơi, lâu rồi có, anh có thả không châu? Nước chắc là nước ok nè, hôm nước không có nước. Được không bà? Con chỗ này sảy, sảy cá lóc. Đây thì hôm dính cá lóc, ngủ, cái này cũng không có luôn. Bông nguồn có bị lát không hả? Ăn bị lát không? Hai lá buồn vô sức. À, cái chai này nó mất tiêu rồi anh ba ơi. Vì nó mất tiêu cái chai luôn rồi. Cái chỗ này có thả không? Việc lỗ nè. Kìa cái chai thuốc trong luôn ba. Thuốc trong rồi. Hôm nay mình đói cá nha, không có thả nha. Cứ vô, cứ vô. Sao rồi, sao rồi, sao rồi. Ngủ ghê vậy. Ngủ hả? Ngủ được hả? Ờ, giờ dở cá lên coi không? Có lóc gì dữ thiệt. Chắc có lóc mà dính đi hôm rồi. Chắc là mới ngủ rồi. Đường đói cá à. Hôm dính hai con nhỏ xíu. Đó. Kệ. Ngủ thì ngủ cũng còn ăn được, cũng có ăn. Sợ mà thức mà nó không dính. Nuốt sâu quá anh ba. Ừ, bỏ vô ấy luôn, giờ mình xử đó. Có mùi sưng anh ba ơi. Đó. Im ghe mà chỉ im ghe này ở nửa đêm mà anh ăn anh ngủ luôn đó. Đó lại cho anh Quy đi. Rồi. Cá dưới nước mà anh ba thấy nốt luôn rồi. Thì em nuốt nó mới dính lưỡi ông nói. Anh nói. Tao nói rồi. À, nó nuốt rồi không nuốt. Coi giờ cầm coi cá lóc ăn. Cá lóc thì biết rồi, cá lóc mới ngủ. Là chắc bầy của cỡ mà. Cái này ngon ha. Rồi mà. Đồng em đi theo con vợ nhỏ. Cái đêm hôm không có nước. Đói cá hôm nay sáng là thấy có mùi sưng. À. Cái gì? Lo lúc hả? Đâu? Rồi. Cá sấu rồi, rồi. Đúng không? Lỡ này nè, nghe nó lôi ra tới đó. Rồi cá sấu rồi, cá sấu rồi anh ơi. Đó. Có nước là có mùi sưng. Đụm lên bay. Rùa. Tính làm rùa mà. Anh em bị dắt đeo quá xinh lố. Nhẹ ba, xúc ba. Cái gì? Sỉ không vậy? Sỉ không vậy? À, cái chai này. Đồ bia ơi. Bây giờ ba xui quá, anh lượm cái chai. À, cô kịp, cô kịp, anh bia.
đỏ độn độn luôn lên ha. Ừ. Cái nổi bong bóng này chắc bong bóng cá kê quá. Đi đâu? Không có gì. Từ từ, từ từ. Từ từ đó. Nhẹ nhẹ em đó. Lóc đã tí à. Uột nó quá ngon luôn kìa. Được ghê, khỉ đau lòng lắm nha. Được cái. Được giờ cái. Để coi cái. Lúc rồi. Lúc sau hả? Lúc rồi. Cái lóc nãy giờ là đêm qua tới giờ là có cái lóc này là ngon nhất nè. Đêm qua nằm mơ thấy. Không nuốt cho chắc cũng sảy luôn quá. Mà trời ơi, con cầm chùm nữa đứng cười. Tao cho con mày nó quay cá cho đã. Nắng quá nè. Hè nắng à. Cái này ghi quá lẻ luôn rồi, ghi ra ngoài đó luôn. Mình thả chỗ này nè, ghi ra tới rồi đó. Rồi đây nè. Ừ. Đây nè. Rồi ghi đâu. Rồi ra đại đi. Nổi chứ. Dính cá lóc. Ngon cá lóc đó. Cá lóc ngủ à. Mới vừa ngủ luôn. Rồi, cũng ok đó. À, bên nhập khẩu, công ty nhập khẩu liền. Dính đâu rồi? Dính hả? Khu này bộ yên mà. Cái chơi hả? Thức hơn ngủ. Ngủ luôn hả? Sao nay nó khoái ngủ vậy? Tại hôm giờ rồi. Thức khuya nó ngủ ngủ trễ hả? Dạ. Thức khuya thì cũng không phải cái gì vận động. Cũng bộ rồi đó. À. Đó, bên ba. Mình đếm ra đếm em đó coi. À, hôm được 2 tên. Cái này dắt là 7 tên nữa là 9 tên. Ôi ok rồi. Rồi lên luôn. Cái nước hôm không có xả, cái sáng người ta xả cá nó ăn đi ngủ hết rồi. Thành quả của mấy anh em mình đêm hôm được nhiều cá mình không móng ăn với gò má. Quá đã, quá thơm luôn. Hôm mấy anh em mình kiếm được ít cá độc, nấu lẩu mắm, ăn với rau má, uống miếng bia. À, Sơn đại diện với anh em đây, tổng mời của bác chị Văn dùng chung với mấy anh em mình luôn. Xin mời. Xin mời. Khác dạ. Chút anh bà. Ơi, ăn vô hả? Uống 2 ly luôn hả? Vậy đó, không có ngã ly. Khác hơn người ta nữa. Wow. Mát quá sao ra mùi hết luôn rồi tụi. Cơm mùi mát quá nè. Khát nước hả? Ngon. Ăn gò má cho miếng nữa mát đi. Cái gò má kho mắm này. Chấm với ớt. Đó. Cái chỗ nào mà có cái con nó nhiều là chỗ đó có cái nhiều. Con dắt hả? Tại vì chỗ đó không ai đi. Anh nói thiệt nha. Dắt hôm cắn rồi anh em rất là nhiều. Anh còn ngay cái đùi nè. Cái đùi non nè. Còn một cái dấu đỏ tươi luôn. Cắn ra ngoài mới phát hiện, đi ra ngoài ruộng, ra ngoài luôn rồi mới phát hiện. Mắm mấy em à. Thấy nó ngứa. Ui, rời xuống nó tròn quay. Tôi về tới nhà ba con nữa đó. Mà sao em nói sáng ngày, sáng ngày thêm 2 con nữa. Biết không?
chỗ ta trong cỏ, tao thì thuốc cỏ. Thì thuốc cỏ cần dắt ở có. Ừ, có đầu không bảo? Mà cái thằng đầu á, cái đầu cái chê dảnh kìa. Thằng đầu với đuôi luôn đi. Anh bảo tới thằng đầu là cái chê á. Mày mày vuốt cái đuôi đi. Hỏi cô bác biết sao mà hôm chị Trâm không có mặt để đi săn bắt với anh em không? Dắt nó cắn chị Trâm thịt độc quá nên anh Sơn nói thôi thịt tung độc quá em ở nhà đi, bữa nào chỗ nào mà không có dắt em phải đi. Chứ cắn cái gì đâu mà cả nửa tháng vẫn còn. Ở mé sông cái không có dắt không có nào đâu. Thế hằng cũng sợ dắt. Không thiệt. Thế hằng em không sợ mà để con cái thịt em quá độc. Độc quá phải không? Cắn cái hành chứ ghẻ. Em không có sợ. Cắn cái hành ghẻ cả tháng. Cả tháng trời vậy. Mình đi mò cá. Đi mò cá bị châm chép cắn mà không làm độc. Đúng có ăn cá là châm chép cắn không bị làm độc thôi. Đúng rồi. Em mà miếng nó làm độc là cả năm anh ơi. Đúng. Em nghe nè, cái em trai đó hả? Đóng cái nút của lại đó cho ra kia thôi. Rồi, đóng rồi. Thì hàng không ham uống gì đâu. Thì hàng ham khôi đừng hưởng. Không kể đó em coi đâu biết chi không. Qua. Wow. Đặng có đặng có trúng thưởng đặng ra. Mấy tháng sao? Chỉ ngày đặng cho cái con kiều đi học. Thôi luôn hàng. Thôi nghe cái bực luôn. Cái không phải đâu. Đứa cha. Mình khui trong nhẹ nhàng cái tập này nè. Nó khui chai mà. Nãy 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 nó mới cười. Nó khui chai nó phải kèm cái bắp chuối. Coi nút coi trúng không? Chúc bạn may mắn năm sau. Sao rồi? Dạ. Vô. Cho em xin cục đá anh Tuấn. Để không nó gió thổi nó chảy hết. Xin hoài ta. Mới bỏ ly lên lại xin. Mới bỏ cái ly lên nó tính bắt chớ à. À, cái em xin cục đá. Nóng. Chút xíu nữa canh anh Tuấn cỡ vậy không á. Lắc nhóc tới gian cái xin cục đá. Rồi xin gì xin luôn hàng ơi. 1, 2, 3 bưng chút ly. Chút xíu nó bưng lên xin đi khăn. Vì đó mày xin gì xin ăn tao ăn gạo má. Cái gạo này thả vô nhúng ăn liền. Đúng rồi. Mà nhúng để lâu quá không ngon á. Cái gô của em đó. Từ em ăn. Ủa không, cái gô này không của em à, tại em không đi, không có đi theo. Không có đi theo. Cái là của cá của em ăn. Ừ. Cái gô em đi chung thì có nói cái gô của em thì cũng đồng ý đi, còn cái này hồi hôm em không có đi, không phải của em. Quy cho rau má vô Quy ơi. Chỗ đó đi rồi không biết sao, bốn anh ẩm em về nói. Chứ mà chỗ là dắt anh biết anh không cho em đi đâu. Cho mà hàng ăn này làm bảy khúc nghe chơi cái hàng còn thương rau đắng mọc ra hè vậy nè, rau má nè. Rau má mọc theo hè. Rau hoa mọc theo hè. Rau má rồi, nó mát. Nó đã mọc hàng ba. Wow. Ngồi ở ngoài ruộng gió mát. Cực mát luôn. Mà cái rau má này ngộ anh Sơn. Rồi bỏ vô nó hết rồi. Nó tốt nha, cái anh bức qua hay cái đồ cây nguyên cả sao anh giải phân UD đi thiệt chủng luôn đứt luôn ngổ thiệt không chịu phân UD đợt đó của anh rải em nè nó em xuống em bức xong cái em nói anh hai nó lú lú lên quá trời lên anh hai không ấy giải miếng khăn nữa cho lên lẹ anh hai nói cái anh bắt trước anh nghe lời em đi ra ngoài giải hai ba ngày sau nó rồi nó rủ trơn rồi hỏi sao vậy tao giải phân vô thằng thiện có về chú Năm em nói đừng có giải thằng thiện dạy đó chết ha thằng thiện với ông hai chồng gạo gì ơi chồng gạo này chú phân gì chú phân hữu cơ chứ này mình giải giải bà ba phân tốt bằng phân cất dê giải ba phân UD mình vô là đứt chứ không nói rồi đó ông hai dễ với thằng thiện á mới lên clip rồng không đi tới độc khen thôi kiếm đông á này là vì ông trồng thiệt là cũng vừa tốt quá tôi nó lấy phân tứ rồi không đuôi thì kiếm tôi mấy ngày á không mình nói nha có cái rau má Đà Lạt em cho anh giải á sớm thấy nhiều lắm mà thấy hạt ăn có đũa hết rồi bên đang đóng bên đang đóng rồi ba kìa em nè thấy chén em cứ à nó ăn tính bằng chén không à dạ. Anh Tân đâu để dạ. Giờ đâu không có để giờ này có nước rồi đụng bún vô rồi chứ như bữa ấy gì đọt bí á quơ quá chứ quơ à chú em với chú em với cái này mà được cua đồng á giả rồi cái nấu canh ăn một cái mai chiều là đi cởi bắt cua mây đi má nhìn ra ngon bằng ăn cá rồi mai chờ bắt cua đồng cho nó nấu lẩu cua đồng bữa mua cái giò heo lên cái bắt cua đồng làm lẩu cua đồng không đồng cỏ à
Trúng cỏ. Trúng cỏ. Trong trong đống cỏ đó. Nhóc hàng luôn à? Trúng cỏ ẩn. Cái bờ đó, cái bờ trong máy lúa hàng người luôn đó. Mà cái miếng nó đã bữa. Cái miếng nó nhiều khi chủ miếng đất á người ta rầu anh ơi. Tí hàng lên dặm xẹp đất người ta đây. Dạ ẩm đâu. Cỏ mọc nhóc luôn tại vì cái chân cỏ của ta nó lâu cái nó bò trên mặt đất. Nhà nhớ em nhớ đạp xuống giống như là mình vô chân nó lại. Nhớ nó máy không? Chỉ cần chỉ làm ịt cái là đỡ ra cái dèo lên rồi. Đúng rồi, con cua bay bay phóng lên luôn. Không, tắm chút không sao. Mẹ quên đem ớt. Quá đi, mắm này á. Mắm này ớt. Dạ, ớt đá ngoài không? Nè biết rồi. Trời ơi. Luộc quá đã. Mẹ quá hen. Hôm nay mấy anh em ra ngoài này động này cái ngồi ăn lẩu mắm mà uống miếng bia nhưng là thật là ngon. Phải nhớ ông bà ông giải quá. rất là thú vị luôn. Mấy anh em mình đây cũng cảm ơn cô bác chị bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe cho nay. Chào là bye.